Dạ, Quỳnh Tân mến chào quý bà quát anh chị em. Hôm nay trở lại nhà em Vinh, được em Vinh chia sẻ về một số cái tác phẩm mới mà em Vinh đang chuẩn bị lên màu, cũng như là một số tác phẩm đang lên màu vừa xong. Thì hôm nay mình sẽ ghi hình lại chia sẻ cho cả nhà mình tiếp tục nha. Thì ở đây là những cái tác phẩm mà em Vinh đã làm trước đây. Mình sẽ quay sơ ngang một cái lần nữa cho cả nhà mình cùng xem. Thì cô bác nào có muốn đặt những cái tác phẩm như thế này thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em Vinh, đó là 0383 266 624. Rồi một tí nữa mình cũng sẽ ghi lên cái màn hình cho cả nhà cùng xem nha. Ở đây cũng có khá là nhiều cái sản phẩm mà em Vinh làm ra nè. Đây là hai cái bức tượng gà màu huyền thoại. Nó là cái con gà xanh chích với một cái con gà gì nè, đen gà, con gà đen gì Vinh, gà đen gì nãy nói quên Vinh. Gà đen ô ma mị, hai con rất là đặc biệt luôn đó nha. Cái là cốt nè, nhất này thì hôm bữa giờ mình cũng quay khá là nhiều cái tác phẩm mà bữa nay chưa có quay cái giai đoạn mà Vinh đang bẻ cái bên trong á, bẻ cái nòng bên trong để lắp xi măng lên đó nha. Thì em Vinh đang chuẩn bị làm nè. Anh chào anh Vinh nha. Dạ dạ chào. Bữa nay bẻ nằm cốt ha em. Dạ. Thì sớm giờ có làm con nào chưa? Có, sáng giờ làm tính sơn mà nó bị mắc mưa rồi không có sơn. Lại sơn hai con đó ha em. Dạ hai con đó. Chắc mưa mới sơn. Anh thấy mưa tạt vô ướt cái gì kìa. Dạ dạ. Cặp đó định sơn lên màu gì Vinh? Con gà chuối lửa với một con gà đó chắc gà đều á. Chuối lửa với gà đều. Con bên kia con mồng lá đây con gà chuối, còn con mồng chích bên đây gà đều. Hai con thấy con mồng chích là nhìn dữ hơn ha. Tướng nó lực hơn, nó bự. Tướng lực be hơn. Quá chừng. Và đây với những cái công việc mà nếu gặp mưa gió rồi dạ, chắc cũng trễ nãy một phần ha em. Hồi nãy mất mưa đem vô máy ướt. Và những cái việc mà trễ nãy này thì em ra chắc cũng đâu có được nhiều sản phẩm ha. Như trời mưa đó này. Tại mình làm mình thì mình tỉ mỉ cái chút gì đó rồi nó cũng lâu nữa. Cái này là sắt không hả? Có độ thép không? Dạ có thép, cứng. Cứng lắm hả? Dạ cứng. Ủa cái chân, cái chỗ từ cái đầu gối nó xuống cái móng chân là mình phải đo hả Vinh? Dạ phải đo. Cái này là đo ngón chân nè. Tại em có bắt cái con gà thiệt á. Thì mình đo theo nó đúng cái mẫu con gà thiệt luôn. Thường thường là nó bao nhiêu á? Dạ. Trước kia là có bắt mà đo rồi đó hả? Dạ đo rồi. Tiện thị ghê chứ. Mình làm cho nó đúng kích. Dạ kích cỡ luôn. Của gà thiệt luôn á. Dạ. Không mà bình thường là nó có khoảng bao nhiêu cm á? Thì nó khoảng cái ngón giữa nó là 9 nè. Rồi cái ngón hai bên hông là ngón tới 7 à. Còn ngón sau thì 4. Đo thôi. Còn chiều cao nó thì khoảng cái 5 tấc đâu lại, 5 6 tấc nha. Tùy theo con gà nó ngóc cái đầu nó với nó vừa chồm tới vậy đó. Thật ra thì mình thích em Vinh với một điều á mọi người, đó là tuy là cái công việc thiệt nhưng mà em Vinh là chia sẻ thì rất là thật lòng. Bởi vì đây cũng không phải là ai mà muốn làm cũng được đâu, tại vì có niềm đam mê mà từ nhỏ, với thứ nhất là quan trọng là làm phải có cái hồn. Trước đây thì em Vinh cũng đã có được những cái thành phần đó bởi vì em mới làm được, cho nên em không ngại chia sẻ cặn kẽ luôn, từ thước tắc này nọ luôn. Thường thì những người khác người ta sẽ giấu. Người ta không có chia sẻ. Không, cái này chú em đăng lên vô, anh em cô chú nào có thích mến nghề này cứ làm cho cuộc sống của mình đi. Đó em không có. Nghĩa là muốn chia sẻ. Dạ chia sẻ thôi mọi người thôi. Làm được thì phụ thêm phụ cho gia đình của họ vậy đó. Chứ nghề thì đâu có giấu làm gì, lỡ sau này mình lớn tuổi mình đâu có mặn nghề này bền được đâu. Quan trọng là có làm được hay là không. Dạ. Không, mình cứ chia sẻ đây thoải mái với anh chị nào có yêu quý nghề này á. Ai mặn được thì mình mừng cho người đó. Mình mừng như người đó thôi. Chứ đâu có giấu nghề này làm gì đâu. Kìa bẻ bốn cây sắt thì đưa ra thành bốn con giò rồi đó. Nó gì nó mới mình mới cứng vậy.
cái này anh nghĩ cưng làm vậy là mục đích là đo cái chân gà thật đó là để cho nó đứng vững á. Dạ. Mình thấy con gà thật nó cái chiều dài nó bao nhiêu đứng vững thì những cái chân này. Dạ. Nó cũng giống vậy ha. Chứ quan trọng là cái lúc mình làm á, rồi mình để xuống là mình khỏi làm đế luôn. Dạ. Là nó vẫn đứng vững như con gà thiệt ở ngoài. Còn mấy như chỗ khác anh chị mà có làm á thì em thấy có làm đế hoặc có mấy là làm cái cây chổi sau lưng á. Cái chổi đằng sau này mắc chổi lại. Dạ. Còn gà em để đứng vững như gà thiệt vậy đó. Dạ. Khỏi làm đế bọng nha. Cái quan trọng là quan trọng cái đó đó. Thì thế nào cái dạ. Giờ bốn cái móng em để gì là nó dạ. Nó vững luôn đó. Nó chịu bằng răng nhau hết rồi đó. Ờ và khi lên trên mình làm sao thấy cho nó căng xứng lại. Dạ thì bởi vì cái lúc mình đắp hồ nó phải căng bằng nữa. Sợ nhưng khi mình đắp rồi cái mình cắt dây này nè. Bị bật ra sao hoặc nó bật đến trước. Thường thường thì em bẻ cái nằm cốt này là mà mất thời gian cỡ bao lâu? Một cái này mất cả tiếng á. Cả tiếng đồng hồ. Cả tiếng. Là bo luôn cái phần ức bên trên đó hả? Ờ nó cả tiếng này nó hơi dài chứ nó cái chừng 30 phút 35 phút. Là mình làm luôn cả cái phần nguyên cái khung của hình gà luôn ha. Không là chỉ là làm tới cái từ cái cậy đuôi đó rồi lên tới cái ức thôi. Tới chỗ này nè. Là cái sườn. Ờ chỗ này nè. Khung sườn. Còn ở trên đây là mình đắp xi măng lên nữa mình cảm sát thêm. Tới đằng này. Là cái khung nó từ đây tới đây thôi. Rồi chạy xuống à. Này hồi trước kia em có ai làm mà mình học theo không hay là mình tự suy nghĩ? Không tự suy nghĩ không. Tự suy nghĩ ra mình làm luôn ha. Dạ. Lúc đầu thì không có quán cái này nè. Cái mình đắp hồ cái mình dở lên nó không có dính á. Rồi cũng giai đoạn nhiều gian nan lắm. Rồi sau này mình tự trong đầu mình suy nghĩ mình thiết kế ra phải quấn cái này hồ nó mới bám vô. Nghề dạy nghề. Dạ. Tại vì anh Kiệt không biết á nhưng mà em Vinh hồi trước là cũng từng đi làm mướn cho người ta. Dạ làm mướn. Chứ không phải là làm này nhưng mà ban ngày thì làm mướn, ban đêm về dạ. Làm với niềm đam mê. Làm ban đêm không? Mấy này làm ban đêm. Đó, rồi ban ngày thì đi kiếm tiền vậy dạ. Trong cuộc sống mà. Rồi dẫn đầu về cái làm ban đêm. Thì từ từ rồi nghề dạy nghề thì dạ. Sau này dạy nghề nó khéo. Cái đó anh thấy còn dư ra hai cái cây cao đó là để làm gì Vinh? Ờ, nhưng nếu mình bẻ. Chứ nó như bẻ thử gì phải không? Cái mình mình canh cái giò nó vậy nè. Vụ lên cái chừng một tắc tắc mốt rồi đó rồi mình bẻ cái chiều nó ra như cái lúc mà chỗ này nè à. Cái đùi á ha cỡ đùi ra mình lấy ra rồi xong rồi học nghề hết luôn ha. Đó. Không cái này cứ thoải mái đi vô mình thoải mái học đi con thoải mái học mà ăn thua là làm được cái không có làm chứ nhưng bẻ khung sườn đó gọi gì đó hay vậy quá đơn giản rồi cái mình bọc lưới thêm vậy cứ buông ra nó có đứng không Vinh? Dạ đứng bình thường đã căng với canh hết rồi ồ hay tá rồi dù cái chân này nằm bên nào có mình bẻ ngón giò nó qua trên đó vậy đó rồi chân nào mình bẻ ngược lên nó gì đó cái này như mình bẻ thử thôi vậy đó thử rồi cứ xây cây này vô là như là gì nữa cái bông lưới đây là lên tới chỗ đây thôi mới đưa vô thì thành hình rồi đó dạ. Như này là chịu cái lực cái đằng phần cái đuôi nữa. Để nhẹ vô có thấy cái xương gà liền dạ. Thật ra thì muốn mau cũng dạ. Rất là khó tại vì những cái tỉ mỉ lẳng mẳng tùm lum ở trên này phải ngồi có sự kiên trì mới làm được. Này ai mà đang sống mà mặn không được đâu. Ừ. Nội quấn cái này chứ mà ngồi đắp nó cũng mỏi sống lắm. Tại vì cái này là toàn bộ là thủ công hết. Thủ công chứ không có máy móc. Bởi vì cái nghề này sau này nó sợ nó bị ấy không có ai theo nghề này nổi á. Lại thủ công mà ngồi lâu đau nó bị mình tổn rồi. Dạ. Nên vì ai ham mặn mới được. Còn mặn mà nản nản là mặn không được đâu. À, có những người á anh Kiệt tại vì người ta làm á là có cũng như là khuôn người ta làm ra rất là nhanh này nọ còn em Vinh ở đây thì điều đặc biệt là cứ con nào thì bẻ mỗi cái hình gà đều khác nhau dạ. Không có giống được trọng lượng màu lông rồi dạ. Cái khuôn mặt này ánh mắt đều khác hết mỗi con là mỗi khác cái trọng lượng là mình tính theo mình tự suy nghĩ ra hay là sao
không như trọng lượng thì hồ nên nó không có chính xác được. Ví dụ chừng nào có lúc em giao ra ngoài nó vừa căng thùng luôn là như em mới căng hai con gà đòn đó là 3 mấy ký là tính thùng với hai con gà đó luôn. Thì tính bao động con có chừng 10 ký lên. Lên ha. Thì con trên 10 ký rồi. Thường thì em làm bên gà đòn nhiều không? Gà đòn thì tại vì ở miền Nam mình ít có ai chơi gà đòn nhiều. Đúng lắm rồi. Còn gà lông thì nhiều. Gà đòn thì cũng mới đầm lên cặp rồi. Ở cặp gà đòn đó rồi. Giao rồi ha. Dạ. Bữa rồi bây giờ thấy có dạ. Có thấy gà đòn rồi. Thì lúc em mấy ngày trước ở đây là em Vinh đang sơn cặp gà đòn. Gà đòn khác gà chuỗi hả Vinh? Dạ, nó gà đòn thì cái cổ nó không có lông á, với nó dài với thịt nó đỏ hơn gà Việt mình. Như là nó không có lông cổ á, nó chuỗi lũi à. Còn con gà chuỗi là nó không có lông luôn hả? Gà chuỗi là không có lông luôn, còn con gà Việt mình á, gà lông mình thì nó lông bồm nó có như mấy gà này nè. Còn con gà kia là nó như cái cùng tay mình vậy nè, thẳng lên luôn. Nó không có lông. Mà. Dạ. Càng cổ mà. Vinh bữa nào làm thử con gà chuỗi á. Chuỗi lũi luôn hả? Chuỗi lũi luôn, không quăng nữa chứ. Gì đó? Căng rất là kỹ. Chứ không kỹ thì nó sẽ không đứng vững. Cái này có khi nào con quên gấp lộn chân không? Có quậy, nếu mình lộn là lộn cái lúc nó quay vô vậy nè. Như lộn là lộn gì thôi đó, hai cái giò nó quay ngược ra đó. Lộn đó, lộn bên. Lộn bên thôi, vì nó phải cái giò nó nè. Kêu mà cái đầu nó móng hơi móng quéo quéo vô một chút vậy đó. Còn hai giò nó hơi sâu vô trong chút. Nhưng mà anh thấy cũng vẻ cái chân gà nóng nó hơi bị ấy ha, nhìn dạ. nó có cái độ trên lệch cái dạ. gốc á. Bởi vậy cái nó thì mình để xuống gà cưng nó đứng. Yeah. Còn nếu mà cưng bẻ mà nó ngang quá thì để xuống anh nghĩ là nó không đứng. Giống như là một cái chân nó hơi đi dàn trước, một chân nó ra đằng sau. Cái này 4 cái móng là nó ăn chịu hết rồi. Chịu hết rồi. Vô là dính hết trơn. Đó là cũng như là những chỗ khác mình nói đó là chỗ khác ta làm đế á. Còn mình này là mình thay cho đế luôn á. Và nó thể hiện cái tính chân thật luôn. Chân thật luôn. À. Hai cái đùi gà này nghe không? Quá tuyệt vời. Rồi cái đùi đó là em cũng ốp lưới hay là cũng ốp lưới, ốp lưới luôn. Gì đó. Rồi, vậy là xong rồi, một cọc. Đó, nãy giờ Vinh chia Vinh chia sẻ với lại là mình đây cũng quay lại chia sẻ toàn bộ quá trình thực hiện của cái đế phần chân đó. Mọi người nào có giống thì có thể làm theo ha. Rồi cái bọc lưới này vô. Mà em làm cái sườn này nó ra chừng 50% thôi, còn thua là cái lúc mình đắp hồ nó tạo dáng là một phần nữa. Chứ nhiều khi mình bông cái sườn cho người ta đi rồi mình đưa về cho người ta đắp không ra hồ mình cũng như không rồi. Quan trọng là khâu đắp hồ đắp. Ha. Tại cái sườn này là chỉ là làm để cho nó kiên cố nó. Một ngày là nếu mà mình làm thì một con gà thì thành phẩm là khoảng bao lâu? Chỉ ra lên tượng vậy thôi, chưa lên màu. Như là thành phẩm như lúc đó hình như cũng 2-3 ngày mới có rồi. 3 ngày mới xong ha. Tại đắp xong rồi qua sau mới chét cho nó láng lại. Rồi mình mới sơn được, để nó khô mình mới sơn được. Mình
thay vì mình làm từng đoạn. Dạ, từng chi đoạn. Mình để đó mình sẽ làm tiếp những đoạn đầu lại. Thì bữa nay không sơn thì cái mình gánh là gian nè, cái mình bông sườn. Như vậy sao em biết đường chỉ người ta theo ý của mình đó, cứ quắn lòn như quay. Đó vậy đó, rồi hồi quắn nó ra cái hình nè. Vì bởi vì mình đâu, người ta có nhiều người ta hỏi mình học rồi mình đâu có chỉ tại sao đâu, theo ý của mình nữa. Thì giống như là mỗi một người có cái ý. Dạ, theo ý của mình. Tại vì nó có khung, nó có mẫu, dạ. Đó. Dù nó có ni á, này kia đâu được. Mình chỉ nó cũng dễ nữa. Nhưng mình không có học ai nữa, phải mình có học theo thầy á thì mình chỉ cho người ta đây được. Còn mình không học mình kỹ biết chỉ đúng hay sai nữa. Thì cũng khó lắm. Tại giờ mấy anh ở đây lại bằng ngày quay được chứ hồi đó làm bằng đêm không, mấy anh đâu có quay được. Vậy đó rồi 4-5 giờ chiều đó rồi mặn mình lên nè. Dù một con bây giờ mặn chừng 2-3 ngày, chừng cái con kia mặn cả tuần lễ. Lúc rảnh rồi về làm chơi chơi thôi rồi bỏ đó, dồn dồn vậy đó. Hiện giờ là mình có tập trung hết chỗ đây chưa hay là mình vẫn còn làm bên... Dạ tập trung rồi. Tại giờ cô chú đặt nhiều quá rồi, chứ mình phải ở nhà mình làm cái nghề này luôn. Rồi xong một cái khung sườn của con gà. Còn bông lưới nữa là mới gọn. Nhìn ra ra hình là hình gà chân. Đúng rồi. Bắt đầu cái là hình dáng của gà đó. Giống. Vậy là đợi một chút em cắt lưới dán vô nữa là xong. Đắp được ha. Chỉ là bung mấy cái sườn thôi ha. Ở chắc này kẹp thì em đắp con này trước. Miếng đắp là chắc khoảng cỡ này 3 giờ mấy chắc cỡ 5 giờ mấy mới có rồi con. Chỉ là còn gắn đuôi nữa. 8-9 giờ mới có rồi. Vinh cắt lưới ngồi kế bên chăn luôn Vinh. Có mấy đứa nhỏ nó nhắn tin với em, nó nói tính lại nhà em chơi mà nó gặp mấy con này nữa. Nó sợ, tại nó nhát á. Mày mốt làm con gì hiền hiền cho nó lại chơi đi. Chứ giờ làm mấy này mà nhìn quá quá thật quá giống đi, nhiều khi nhỏ nhỏ mấy em nhỏ nhỏ lại nhiều khi nhìn cái giật mình. À, cái đó là bằng bù. Cái đó lấy gì chị còn hai em? Dạ, quắn lại cái nữa là nó bóp vô sát cái nữa được. Tay chân làm bằng tay không vậy? Cái đó nó thấy nó nhỏ á. Chỉ dưới da tay nó quen rồi, nó dày á. Làm chiếc sắt thép chịu còn nổi với da tay của ông Vinh nữa hả? Quá đơn giản chứ. Dạ đơn giản. Chứ mình mặn thủ công gì gỡ dù mai mốt mà cúp điện mình làm bằng máy cũng đâu làm được đâu. Như đa phần giờ người ta mê cái sự mà sáng tạo này kia á, bằng tay nữa, người ta làm khuôn thì nó bình thường rồi. Đầu giống cái con gà liền hết chưa? Rồi vậy đó mình mới đắp lên. Và trong khi em đang làm một cái sườn cũng như là cái nằm cốt này thì em có nghĩ là nửa thành phẩm là sẽ ra con như thế nào không? Dạ có luôn. Ví dụ mình trong lúc mình làm mình nhìn cái tướng nó bắt đầu nó ra hình nè. Đắp tới đâu cái mình biết cái tướng đứng nó làm sao hết. Dạ hiện nay em đang vẽ sườn này là nửa cho ra sản phẩm như thế nào? Con gì? Chất này nước con gà nồi á. Tại nó bự. Còn gà lai thì cái bờ ngang nó nhỏ nữa.
dịch đàn ớt để ở cái phần đùi. Bữa nào tôi làm con gà mái hay con gà trống gì mà anh đang mổ thóc được không Vinh? Được. Nhưng mà nó phải chúi cái đầu xuống mổ thóc. Dạ, được. Anh, cái đó anh nghĩ là cái vấn đề mà cho nó đứng là hơi khó à. Dạ. Cái đó là ăn khô lúc mà ta làm thì để xe canh chứ. Không, cái này thì vụ mà quay mà nhìn thì cũng đơn giản lắm. Quan trọng là lúc đắp mặt mày nó phải có hồn này kia tướng đứng nữa. Mấy phút rồi cả nhà mà chưa có xong được cái khung sườn á. Toàn là toàn bộ làm thủ công bằng tay ha, nên là nó có tỉ mỉ. Dạ. Hơi chậm một xíu. Lại chân cho ra nhiều sản phẩm nên bây giờ tay chân có cái độ nét cũng như là nó quen tay quen chân này, nên làm cái sườn này mình thấy cũng mau quá, chỉ cỡ 30 phút á. Chứ tại vì mình em nó làm cũng quen tay rồi, vẽ tự động nó ra hình rồi. Yeah. Nó quen. Còn trước kia là chắc làm cái sườn này cả tiếng hồ á, chứ mình không biết cách đó, rồi mặn nó lâu. Giống thiệt chứ bộ, mới bo vô nó vào nhìn giống thật chứ bộ. Cái đùi nó cũng giống cái đùi thôi, bo nhỏ từ dưới lên trên nó to vậy. Còn mình bo vô chắc nó giống cái gì mà nói. Thật ra mình nhìn cái nòng cốt thì cũng thấy đâu bự đâu, mà anh Vinh nói là cái nòng cốt này bự là nữa sẽ ra là thứ gà nồi. Gà cũng 9-10 với gà đó. Tại vì 9-10 với con mồng chích. Con mồng chích. Tại bông có sườn ra mình biết định hình nó ra bao lớn. Thì khi bông cái hình nó đã lớn rồi, rồi em phải định lên xi măng cái nữa. Dạ. Lớn. Dùng nữa lên xi măng là nó phải có phùng gai gì nữa nè. Phùng bự ra. Như cái sườn nó lên xi măng là khoảng cái chiều da nó khoảng 1.5 không vậy? Dạ. Dụ nó phùng lên cái vậy? Lên cái là bao nhiêu nè. Định hình đi, nó cắm cái sắt vô nè. Con gà này đứng mà cần cổ nó vô cỡ tới đây. Tại trên đây gì nữa mình cắm sắt rồi đặng lúc mình đắp á. Ừ. Vậy à? Hay ha. Yeah. Cần cắm lên nhà cần phải bò thêm yeah. Cái lưới đó nữa hả? Phải bò lưới nữa. Bò lưới đầu tiên đó. Và bây giờ anh giờ một cái nòng cốt này thì rất là khéo tay á. Và trước kia anh thấy là cái anh có đến đây nữa thấy em làm những cái nòng cốt á, bên trong em làm sắt dính chùm yeah. Còn bây giờ làm thấy bậm nè mà khéo nè, càng ngày thì cái tiến triển tay nghề nó cao hơn sẽ lên. Như nói chung hồi đó mắt nhìn hình, còn bây giờ là chỉ là làm tới đâu mình tưởng tượng ra tới đó. Cái mặt con gà mình biết cái vị trí nào chứ mình sẽ tân duy được luôn ha. Tân duy được luôn. Giờ chỉ là dù người ta đặt theo mẫu là em bắt buộc phải nhìn trực tiếp vô con gà đó là dòm theo mẫu đó ha. Dạ, theo mẫu người ta. Còn nếu mà em làm theo em thì khỏi nhìn trong đầu hết. Trong đầu hết. Dù ra cái khuôn mặt đó tới đó là mình biết con gà nó mồng lá hay mồng dâu mồng chích gì hết. Bữa hai gà đòn là người ta đặt mẫu bên trong hay là mình làm người ta mình làm theo mình thôi. Dạ, mình làm theo mẫu mình đó. Mình làm theo mẫu mình rồi. Dạ. Anh em chồng mình em mới mua ha. Dạ. Thành ra ở đây với mọi người em dùng mà chỉ cho ra cái sản phẩm nào thì được hết sản phẩm đó ra làm cái hàng.
đây thì rất là nhiều á, để trên bàn đó là 3-4 con luôn. Và phía trước này đang chuẩn bị sơn là 3-4 con nữa. Mà thật ra hiện nay thì bây giờ là 2 con. Dự tính của em là bữa nay là sơn lên màu cho hai con này. Mà hiện giờ thì đang mưa và bị ướt rồi, nên em chắc để ngày mai mới có sơn. Rồi bé năm cốt này em đắp luôn không hay là để ngày mai? Chắc hồi chắc đắp, miễn bông thêm cái nữa thì chắc hồi chắc đắp. Tại vì em khi em đắp là em sẽ canh thời gian đúng không? Dạ canh. Cảm thấy đây tới chiều mà xong thì em mới đắp ha. Dạ. Này 3 giờ rưỡi miễn em có đắp là tầm khoảng 7-8 giờ nó mới có rồi. 3 giờ rưỡi mà nếu đắp xong là khoảng 7-8 giờ. Dạ. Hẹn giờ cái phần mà anh em đặt hàng mình nhiều không Vinh? Nhiều. Nhiều rồi. Có mướn thợ hay là anh em phụ gì không? Nặng anh em nào có thấy lợi ta phụ tiếp. Dạ. Cái này tính mướn mà không biết trả người ta làm sao á rồi. Nhưng không biết chỉ người ta làm sao nữa rồi, mình không dám mướn. Tại mình mới ra đây làm mà. Ví dụ như người ta bông ngày có 2 con rồi trả sao dạ. Hả Vinh? Như quen tay Vinh thì bông mới đó thì đã dạ. Xong luôn gần như hoàn thiện rồi. Hoàn thiện rồi. Còn mấy anh em lại mà bẻ ra, bẻ xong rồi sợ mà bẻ ngược ra lại á, lặp lại nữa. Thì giờ từ từ đi, vô mình coi thằng này mình nó ổn định xong rồi mất mướn này mặn mới kịp. Coi có mướn được ông nào quay phim nè, ông nào quay YouTube nè. Mấy ông nào quay nhiều đó ông đó biết à. Dạ. Thấy sao anh thấy anh làm được không? Tiếp anh Vinh được không? Anh Kiệt á hả? Anh á. Em á hả? Không đâu anh ơi, tại vì em có rõ xét tình hình hết rồi. Khả năng mình cái nào mình làm được là mình làm, còn không được là nói tiếng không. Này đòi hỏi sự tỉ mỉ cao ha. Dạ. Yeah. Tại vì phải ngồi miệt mài hoài cái gì được, còn người mà đi đứng kiểu như ngồi chỗ không quen á. Đó. Ngồi cầm máy mà quay muốn té luôn. Rồi sao rồi vô đây làm được? Mới ngồi từ sáng chiều đâu làm này, còn anh em mình mới ngồi một xíu mà thấy tê tê chân rồi nó hơi đau lưng rồi. Rồi kiểu này làm những cái sản phẩm này không kịp nữa rồi biết chừng nào mới giá được qua cái ông Di Lạc này không biết. Dạ chắc chờ duyên đi, ví dụ nhín mà thời gian sửa chắc có 2 ngày 3 ngày mới có rồi. Cái phần này là phần ông Di Lạc là sao em? Là như cái bà cô ở trên Đồng Nai chứ nó. Rồi bà đi làm về đó bà gặp người ta để ngoài cái bãi rác á. Rồi bà mới đem về nhà bà thấy tội quá rồi mới kêu em lên dánh sửa. Mà em nói ở dưới đây em mất thời gian, không có thời gian đi nữa, không có phương tiện điều kiện còn đi nữa. Rồi nó không mấy thì cô chở xuống cho em sửa. Rồi cô nói để nó đi, chừng nào con rảnh thì sửa, rồi xong rồi cứ điện cô chạy xuống cô lấy à. Dạ, này là từ này từ trên Đồng Nai chuyển đây nhờ em sửa là giùm. Có nó bằng ba thạch cao á, rồi nữa mình mới cắt sâu vô mình mới đắp hồ được. Phải suy nghĩ mới được, coi đường nào nó dính mới được. Phải suy nghĩ được. Chứ không phải là vô làm được đâu, nó cũng nhiều thứ. Vua phải xi măng mình thì nó dễ. Trước giờ em có từng làm thạch cam này chưa? Chưa. Chưa luôn. Bởi vì em đang nghiên cứu nè. Phải cũng cố gắng làm chứ người ta đem xuống tới đây rồi phải làm được. Đây cũng là cái duyên. Dạ, đó là thạch cao, bây giờ phải sử dụng thạch cao thôi. Không hoàn hảo đó. Nếu mà thạch cao thì em phải sử dụng thạch cao cho nó dính thôi. Mà phải đi kiếm thạch cao mua về này thử nó mới được. Theo như Vinh thì giữa cái công đoạn sơn thạch cao với công đoạn sơn xi măng cái nào có hơn Vinh? Tại thạch cao rồi đó giờ em chưa có làm. À. Nhưng là xi măng em biết xi măng nữa thì nó cứng nó mau làm sao sao hết rồi. Thấy cái nào cũng dễ hết á, thì ăn thua mình làm quen tay thôi. Dạ. Nãy giờ mình ngồi là mình sửa tư thế cũng nhiều lần lắm rồi nè. Dạ. Chưa đâu còn không có nó là anh ngồi mà này sửa tư thế bây giờ là cũng rất là nhiều lần luôn. Còn chờ anh Vinh đắp hồ nè, còn yeah. Lâu nữa 30 phút. Và sơn lên màu một con là trên 2 tiếng đồng hồ. Gì? 5 tiếng đồng hồ.
ăn đợi trên 2 tiếng thôi. Lên mà một con là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu thời gian Vinh? Tại vì 5 tiếng đồng hồ là trừ khi mình trời khô với ấy này nọ luôn á, chứ mà 5 tiếng hoàn thiện một con luôn á. Một hoàn thiện con chỉ cỡ 3 tiếng lên. 3 tiếng hả? Sao bữa đó anh ghi hình clip anh dài dữ hả? Hình như bữa đó anh 2 con hay vậy, phải không? Phải không? Là quay mấy tiếng? 5 tiếng đồng hồ chưa rồi. 5 tiếng là sợ bữa đó 2 con á. Vậy hả? Ừ. 5 tiếng mà chưa rồi luôn. Dạ. Tại một con báo động là Sơn tầm có 2 tiếng đến 3 tiếng á. Sơn dễ mắt luôn nha. Quan trọng là như dù con quay chứ chớp mắt luôn. Quan trọng là cái con nó nhiều màu hay không nữa. Không, bữa đó con có nhiều màu, bữa đó con đều. Đều. Giờ này là gì xăm cho em? Rồi. Anh tính thì quay cái lúc đắp luôn hay gì? Chuẩn bị lên lên hồ không? Chắc là chọn miếng ngưng đi rồi để em ra chọn hồ cái em đắp luôn cho anh em con.